Các người anh em nào đã có nhu cầu mua ạc Liên Quân giá rẻ, liên hệ ngay Facebook A Công Junsi 1511. Anh em nhớ bấm theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha anh em. Mình có hướng dẫn chi tiết ở trong cái phần game, đó chính là cách chọn ạc, cách thức giao dịch và cách thức trả góp. Và ở dưới cùng á là mình có đăng những cái con ạc ngon giá rẻ, anh em tha hồ mà lựa nhá. Anh em cho mình xin vài giây đi quảng cáo cũng như là cảnh báo tới những anh em nào sắp sửa mua ạc của Junsi nha. Thì anh em muốn mua ạc bên mình á, anh em hãy vào Facebook và tìm từ khóa đó chính là Junsi 1511. Đó, anh em tìm và anh em nhấn tìm đó, thì đây chính là Facebook mà mình bán ạc nha anh em. Thì anh em nhấn vào Facebook của mình và anh em hãy gọi là cho mình một cái theo dõi để có thể nhận được những cái thông báo mới nhất khi mà shop mình đang ạc nha. Đó, anh em nhấn vào và anh em lướt xuống đây, anh em muốn á tìm được cái con ạc để anh em có thể mua á, thì anh em hãy gọi là vào cái bài viết của mình và anh em tìm đấy. Thí dụ như là cái con này nè, đó thì là có giá trị là 450k đấy. Thí dụ mà anh em không có ưng con này, anh em lướt sang con khác đấy, thì sẽ có cái con ngộ không bậc 5 nè, và cái giá trị của nó ở đây nè, đó chính là 1.2 triệu nha anh em. Đấy, 1.2 là 1.2 triệu nha. Thì đó là cách chọn ạc thứ nhất nha. Còn đây là cách chọn ạc thứ hai, thì anh em hãy lướt đây và anh em xem tin của mình nè. Đó, anh em nhấn vào đây và anh em xem tin thì anh em sẽ có được cái những mức giá đây. Thí dụ như là đây cái con na bệ thần nè, là 5m nè, đây full na bệ thần 5m. Còn ví dụ mà không ưng con đó thì qua đây có con Hayate đấy, nói chung là nhiều skin Hayate 1.2 triệu, như là con lao bệ thần là 1.5 đấy, kiểu vậy. Thì nói chung là anh em lựa ạc xong thì anh em sẽ nhắn tin cho mình đấy, anh Junsi ơi, anh Junsi ơi, em muốn mua ạc ạc đấy. Thì đó là cái cách để cho anh em có thể mua ạc của bên mình nha. Lưu ý cho anh em nè, có nhiều anh em á là không có tìm theo cái link như mà mình chỉ, không có tìm như là Junsi 1511, mà anh em tìm đó chính là đang thoại đấy. Anh em tìm như vậy là rất là sai luôn nha anh em. Thì khi mà anh em tìm như vậy á là anh em sẽ ra rất là nhiều link đó. Thì nói chung là anh em tìm như vậy rất là nguy hiểm. Thí dụ mà nhấn vào trang mình, nhấn đúng link của mình thì không sao đấy, còn thí dụ như là nhấn link cái thằng này là coi như là bị lừa đảo luôn là Hey yo, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Mình là Junsi đây. Rất vui khi được gặp anh em trong clip ngày hôm nay nha. Thì mình xin chúc anh em có một ngày mới thật là vui vẻ và tràn đầy hạnh phúc anh em ơi. Thì nói chung á là ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng quay trở lại để tiếp tục làm clip về con Nakaroc này đó. Nhưng mà đặc biệt là ngày hôm nay là anh em thấy cái hiện tượng lạ của chúng ta này. Anh em nhìn vào cái bộ trợ của mình nè, bộc phá đấy. Không phải là bữa nay cầm bộc phá đi rừng đâu anh em à, mà cầm bộc phá đi tớp đó anh em ơi đó. Nói chung là hồi hổm mình có làm một cái clip về bộc phá đi rừng rồi, nhưng mà hơi bị thất bại anh em ơi. Cho nên ngày hôm nay làm lại nè, không có troll game nữa anh em mà, hôm nay là đi chính trực luôn em ơi. Né nhẹ cái nè, rồi quẹt sao rồi bớt quẹt đi mày ơi. Ui thôi lùi nhẹ nhịp nha anh em ơi. Đó, mấy cái thằng mắc ma này là phải triêu ngươi nó chút xíu anh em mà. Thấy cho nó chết ba đến trời ơi. Ní ơi, thào đồ mình em ơi. Mình tưởng là cái thằng Murat bây giờ đang ăn cái con bùa xanh đó chứ anh em. Tại vì đầu game mình chạy qua bển mình đi cướp bùa đỏ tìm nó, mà thấy nó đang ăn cho nên mình về đó anh em đó. Mà ai ngờ đâu nó ăn cái con bùa đỏ xong nó ra canh mình luôn em mà. Mà không phải hai thằng nữa em ơi, thêm thằng Châu Ná, cái thằng Voi anh em. Trời ơi mày, người ta hay nói là hai đánh một không chồng thì cũng què anh em ơi. Còn cái pha này ha, nó ba hiếp một hỏi sao tôi còn xin anh em này. Nói chung là pha này chị không có nổi anh em ơi đó, thật là quải trưởng đi anh em mà. Cho nên một chút mình sẽ trả thù sau nha đó. Còn nói thì thôi chứ trả thù được hay không nói chuyện chút xíu nha. Còn giờ đơm cái thằng Ma Cà Đốc trước đi anh em ơi. Đó, né nhẹ, trời ơi né chậm anh em ơi. Phải này vẫn dính nha anh em đấy. Nói chung là mình nói là chút xíu là mình cho tụi nó trào đờm thì mình nói vậy thôi, chứ mình chưa biết là mình cho tụi nó trào đờm được hay không anh em mà. Bởi vì ngày hôm nay tôi cầm Nakaroc đi top đó, chứ không phải đi rừng anh em ơi. Thí dụ á là bữa nay tôi đi rừng đi, tôi không đi top nè đó, là tôi ăn được cái con blue nè, cũng như là ăn cái con red. Ví dụ tôi ăn được con blue thì tôi có mana, tôi múa các cái đồ đẻo đó, cộng thêm cái nội tại đó chính là 20% giảm hồi chiêu anh em. 20% giảm hồi chiêu á. Ví dụ như pha này cho thực tế nè anh em à. Đó, ví dụ tôi ăn cái con blue này xong rồi tôi qua tôi hỗ trợ đồng đội liền đó. Đấy lẽ cái kiểu ra điểu liền anh em đó, nó đơn giản mà. Mà thí dụ này hơi sai anh em à. Cái thí dụ này là mình cảm thấy là nó đụng tới lòng tự trọng và tự ái của rừng team mình anh em ơi đó. Mình nghĩ là nó có khả năng nó AFK luôn anh em à đó. Nó cây cứu AFK chứ gì nữa anh em ơi. Rồi, hết bài đúng không? Bài vô nè. Bộc phá bú liếm cái bạn của thằng Rách anh em ơi. Tiếp theo đó là trời ơi chết luôn anh em ơi.
rừng ơi đừng có chửi đó, xin lỗi được chưa bạn yêu, khổ bằng ghê đó. Mới có thí dụ một lần thôi anh em mà mình định là cái trận đấu này mình thí dụ vài lần luôn để cho anh em thấy rõ được cái lý do tại sao không nên ăn rừng tim mình ấy. Ủa hồi nãy là mình chỉ thí dụ là thí dụ mà mình ăn bùa xanh thì mình sẽ canh như thế nào đấy, cái vậy đó. Còn bây giờ chắc lần hai mình sẽ thí dụ cho các bạn thấy là cái lý do tại sao là không nên ăn bùa của rừng tim mình, bởi vì ăn bùa xong thì sẽ bị chửi đấy. Đây chạy thế thôi chứ là hãy ok, thì mình sẽ nói luôn là lý do tại sao là bữa nay mình cầm nắng nóng đi top đấy. Đơn giản thì anh em ơi, một từ đơn giản và giúp cho anh em có thể dễ hiểu được nè, đó chính là ngu anh em ơi đó. Thì mình kể luôn là trong cái lúc mà bích tướng anh em đấy, thì mình có hơi chán đấy, nhảy ra lướt Facebook, lướt Facebook chán xong cái nhảy qua lướt top top đó, lướt hồi cái tự nhiên cái thấy ông kia ông đánh liên quân chết bà rồi, mình đang ở trong trận đấu anh em ơi, mới chợt ra là mình đang ở trong trận đấu. Tới cái lúc mà mình vào cái trận đấu rồi, mình kiểu là mình quay lại vào game anh em này, thì mình thấy là mình bích cái con naga đốc và kèm theo đó là team mình đã có 1 triệu dân rồi anh em ơi đó. Và mình cũng đã có ngỏ ý là anh Triệu Dân ơi, anh cho em đi rừng đi đó, em sẽ hứa với anh là em sẽ gánh cái game này cho anh thấy. Ai ngờ đâu đời không như là mơ anh em ơi đó, gọi là bạn ấy không chịu cái lời thỏa thuận của mình, cho nên buộc lòng là mình phải cầm naga đốc đi top anh em ơi. Né nhẹ cái nè, non lắm hai em ơi, trời ơi voi nó cay cú mình gì nãy giờ nó dí mình hoài anh em đấy. Thôi rồi một phá rồi, ăn được một mạng anh em ơi đó. Nói chung là một phá pha này ăn được một mạng cho nó chắc kèo anh em ơi, để pha này mình chết mình không lấy luôn được cái mạng của thằng voi nó cũng hơi ổn anh em mà đó, cho nên thôi chịu anh em ơi. Cái pha này thì vẫn như pha đầu đó, vẫn 3-1 đó, thông thường á là 2-1 là đã muốn ngẫm cú tỏi rồi anh em mà. Mà cái pha này nó 3-1 thì chỉ có nước là lên bàn thờ ngắm gà thổ thân anh em ơi đó. Ok thì bây giờ mình sẽ phải tập trung về cái trận đấu này anh em ơi, bởi vì để cái thế kèo này nó diễn ra hoài như thế này thì chắc cứ một điều là team mình sẽ thua anh em mà đó. Bởi vì anh em thấy không, cái KDA của team mình là ăn được có 4 mạng mà team bạn ăn tới tận 11 mạng được anh em ơi đó. Một cái thế kèo nó hơi bị trên anh em à, nói sao đi cho ta ăn chuối đi mà chạy đi. Trời ơi, bạn DSB á là bạn cứ để mình ăn mạng cho đó, để mình có động lực mình gánh game này đi, chứ mình cảm thấy trước mắt là team mình nó không gánh được rồi anh em mà đó. Bởi vì á là team mình nó ăn 5 mạng nhưng mà mình hỗ trợ hết 2 mạng và kèm theo đó là mình ăn hết 2 mạng rồi anh em ơi rồi. Cho nên á bây giờ mình phải buộc là chơi hết gà hết số anh em ơi, chứ mà để mà cái tình trạng như thế này hoài là chắc chắn một điều team mình sẽ thua nha. Đó, cho nên bây giờ cái mục tiêu của mình không phải là những cái mạng thơm ngon béo bỉnh anh em ơi, mà mục tiêu của mình đó chính là những cái con lính nè. Một cái đợt lính như vậy là anh em có thể kiếm được khá vàng anh em à. Ví dụ nha, cho dù anh em ăn được 1 mạng đi thì anh em chỉ cầm 200 vàng là nhiều đúng không? Đấy, thì hên thì ăn được 300 mấy, gần 400 vàng, hoặc 500 vàng như vậy đó. Còn nếu mà anh em ăn một đợt lính đi, một đợt lính thôi anh em mà là gần 300 vàng nữa bơi đó. Mà anh em chừng 10 đợt lính thôi là anh em có 3000 vàng là ao tiền đối phương đúng không đó? Nhưng mà đó chỉ là lý thuyết đi nha. Còn thực hành thì nó sẽ khác anh em bơi. Cho nên bây giờ nè, mình sẽ chỉ cho anh em cách thực hành cho nó dễ luôn nào, đúng không? Rồi khoái, nghe tới đây khoái, like liền, like đăng ký kênh liền anh bơi. Trời ơi, Triệu Dân nó trong bụi ra ông nội, khổ ông ghê đó. Trời ơi, bởi cái nóng ghê anh em ơi. Cái thằng Triệu Dân nó trong bụi, ở lộn, cái thằng gia ta trong bụi rõ ràng như vậy rồi mà thằng Triệu Dân nó núp bụi được hay thiệt anh em ơi. Đó, phải gọi là đỉnh của chớp, quá hay đã. Nói chứ anh Trả cũng muốn bắt dữ lắm anh em mà bắt không được đó. Tại vì thằng Triệu Dân á, nó đâu như Nakadoc đâu anh em, nhảy qua ulti các chị đồ điểu anh em mà, nó khác. Nó phải khác anh em ơi, nó là phải đi đường vòng đó, nó mới qua, nó bắt được cái thằng gia ta anh em mà. Nhưng mà nếu mà đi đường vòng là sẽ bị gia ta thấy và thằng gia ta nó sẽ ulti trước đó, như vậy là anh Chả mới chết đó. Cho nên đâu dám mà qua bắt gia ta liền đâu đem rồi. Tao đâu rồi con, chạy đi đâu nè, rồi băng xương nữa ha. Ăn chui lao rồi con, hình quá anh em ơi. Pha này hên là có cái một pha đi mà, nếu không là trào muốn bỏ anh em ơi. Thôi tạm lui về nhẹ nhịp nha. Rồi bây giờ nè,
anh em có thấy một điều đó chính là cái chân tôi, ở dưới chân tôi nó có cái màu xanh xanh mà nó đỏ đỏ, nhìn nó dễ thương lắm anh em à. Đó, mà anh em nghĩ đi, tôi mà có hai cái màu này rồi là xác định là team bạn trào mỏ mỏ rồi. Đây, như Joker nè, Joker Bến Tre nè, thôi, mày là Joker chính hiệu chứ không phải Joker Bến Tre đấy. Nói chung là nói tới đây chắc có nhiều ông trong cháu chắc nhột lắm anh em ơi. Đó, nhưng mà tôi chỉ là khịa cho vui thôi, chứ thật ra là mấy anh em trong cháu cũng không có vui cho lắm anh em à. Ok, bây giờ mình sẽ về hồi máu tí xíu đi, rồi quay qua đơm tiên bạn sao anh em. Bởi vì á, tầm này thì nói thiệt anh em luôn á, là cái lượng vàng mình nó cũng không thua ai đâu anh em à. Giờ anh em nhìn vào cái bảng thống kê đi, là cái lượng vàng mình nó lớn nhất cái bản đồ rồi anh em ơi. Bởi vì á, hồi nãy giờ mình đã áp dụng cái chiến thuật đó chính là đi đánh người là phụ, còn ăn mẹ đi đánh người là phụ, còn ăn lính là chính anh em ơi. Cho nên á, cái lượng vàng của mình bây giờ đã lớn nhất cái bản đồ này rồi anh em à. Đó, bây giờ mình nói thiệt anh em luôn là mình có gặp cái thằng Malok đi nữa mình cũng chạy nghe anh em đấy, quánh không lại nữa anh em à. Chất tướng rồi anh em ơi, nó trâu lắm, quánh tới một quýt còn chưa chết rồi anh em. Rồi giật bóng lui về Murat, trời ơi nó không giật kìa anh em đấy, cũng gọi là biết tính toán đấy. Tại vì á, nó thấy tôi là bây giờ cái lượng vàng tôi xanh nhất tim rồi, mà để cho tôi ăn mạng nữa là xanh nó lại càng xanh, đúng không? Đấy, y chang như là anh em châm dầu vào lửa đó. Nói chung là nó biết tính toán, nó thà nó để cho người dân ăn chứ nó không để cho mình ăn anh em ơi. Đó, ok, giờ mình về mình bảo toàn tính mạng cái con blue mình các anh em. Cái này là tôi chỉ ăn giùm thôi nha, chứ tôi không cố ý ăn của bạn nha. Tôi sợ cái thằng Joker ăn của bạn cho nên tôi chỉ ăn giùm bạn thôi nha. Rồi rỉa cái để chạy ra thôi. Ơi Joker nó sợ tôi ba vô combo nguyên cái combo nó chịu không nổi anh em mà, nó bật chiêu hai luôn anh em mà. Ai ngờ đâu tôi chỉ là thử lòng quân tử thôi đó. Ai ngờ quân tử nhát quá anh em ơi, không có dám mà ở lại chơi anh em mà. Ừ, tôi là người chạy nha, tôi là người không chơi quân tử nha anh em. Cái pha này là tôi là người chạy chứ không phải nó nha anh em. Ừ, nó định quay lại là nó ulti cái kiểu tôi rồi đó, mà tại vì tôi nhát quá anh em mà cho nên tôi chạy nó mới trồi. Ôi ghê thế. Mẹ ơi, rác combo lăng ta la quăng quá anh em ơi. Ôi trời ơi, căng nhờ. Mẹ nó chém một cái tôi muốn đi đầu thai luôn anh em ơi. Mẹ đau thế nhờ. Này, Joker rỉa cái chạy ra quê. Ôi trời ơi, tóc biến rồi ha, băng sương. Quá giải mà cho xin luôn một bạn anh em ơi. Cái ghê không anh em, đấy. Quá hay pha này luôn em à. Pha này mà anh em không like nữa là quá là buồn anh em luôn á. Nó không phải là pha này mình xử lý hay đâu, mà là tại vì mình nhấn cái băng xương ngay đúng cái lúc á, mà nó ulti anh em đấy. Cái bơm cười của nó không có tác dụng với mình anh em à. Đó, cho nên mình được một pha ta nói là ao nhay đối phương anh em à. Chứ mà nếu pha đó mình dính nguyên một cái combo Joker là thế nào mình cũng sẽ chết pha này anh em ơi. Lấy luôn cái trụ và tiếp tục với cuộc hành trình đi đầy lẻ anh em ơi. Đó, nói chung là nãy cá đóng mà không đi rừng, mà anh em lấy đi top thì chỉ có nước là một là đi đầy lẻ, hai á là đi kiếm AD bắt thôi anh em mà. Còn cái việc thứ ba thì chắc chắn rồi anh em ơi, bú liếm sương sương chứ còn gì nữa anh em mà. Đó, nói chung là việc nhẹ lương cao, bú liếm nó dễ lắm anh em mà. Thôi anh Joy ơi, bình tĩnh bạn yêu, thấy tôi nó làm như là thấy vàng thấy bạc cái gì nó dí tôi dữ vậy anh em. Nói chung là nó thấy vừa thấy tôi cái dùng cái dòi nó cù ơ thấy ghét ghê anh em ơi. Ok thôi giờ mình tạm lui về mình hồi máu cái anh em mà. Đó, nói chung là bữa nay mình không có đi rừng cho nên không có được gọi là farm rừng nhiều anh em ơi. Thường thường á là tôi cầm cái con naga đốc này là tôi đem theo cái bản ngọc, đó chính là hồi máu anh em. Cái không phải hồi máu mà là hút máu đấy. Cho nên đi rừng á thì tôi sẽ farm được nhiều bãi rừng cho nên tôi cũng ít biến về lắm anh em à. Còn bữa nay thì tôi chơi kiểu là chỉ là ăn lính với lại đi ăn mạng thôi anh em ơi. Rồi bung đi qua rỉa cái quê. Rồi xong rồi con, trào bỏ rồi con, ăn chuối đi mày, chạy đi đâu. Đó, nói chung là việc nhẹ lương cao chứ gì nữa anh em. Đó, đó là một cái tip cho anh em chơi nha, là khi mà anh em gặp Joker á là anh em phải rỉa nó trước đó, rồi anh em hãy gọi là bay ra nhanh anh em đấy, để cho nó kiểu là nó dùng cái chiêu hai của nó anh em. Khi á mà nó mà mất chiêu hai rồi là anh em giết nó dễ dàng lắm anh em ơi. Còn nó mà còn cái chiêu hai là xác định là trào bỏ anh em á anh em à. Đó, cho nên anh em phải lưu ý với mình điều đó nha. Rồi thì bây giờ mình sẽ tiếp tục với cuộc hành trình, đó chính là đi để lẻ anh em à. Đi chơi xấu á anh em, chỉ là ăn những cái đặc lính thôi anh em à, chứ tuyệt đối là không có đi quý lộn tầm này nữa anh em ơi. Đó, tầm này là anh em phải đẩy lính cao lên. Cái thứ nhất á là để cho cái đặc lính mà nó cao nè, để cho team bạn nó không có thể nào mà bay vô ép lên anh em được, đúng không? Cái thứ hai á là cho anh em xanh, đừng chạy tới tôi đó, phải để cho anh em farm vàng, anh em mới xanh, anh em mới có vàng gánh team chứ anh em. Rồi Murat
giật bóng lui về con yêu. Rồi tiếp theo đó là chốc cơ bến tre em à, nó chạy đi đâu trời ơi, lỗi mình đi em ơi. Cái pha này mà mình lao vô mà mình ulti ngay lập tức cái thằng Joker là nó không kịp hồi chiêu 2 đâu em mà. Trời ơi, xử lý lỗi em ơi. Mà cái thằng rừng của mình á, đúng bét luôn em mà. Quánh cái gì mà 2 năm mà em ơi, quậy cả trưởng thiệt. Bây giờ cái lượng vàng của nó bây giờ thua cái thằng SB nữa em mà. Trời ơi, mà anh em để ý đi. Từ đầu game tới bây giờ là mình chỉ ăn đúng có cái con blue của nó thôi đó em mà đó. Mà mình chỉ là thí dụ để cho anh em thấy thôi chứ mình đâu cố ý mình ăn đâu nè em ra. Nhưng mà giờ nó chửi lắm anh em à. Giờ nó kêu cờ cờ luôn em ơi. Đó, nó kêu gì ghen luôn rồi. Và nó chửi là sủa cờ cờ. Trời ơi, bởi đồng đội mà tối ngày buông lời cay đắng như thế thì thôi. Tao đã một khi mà tao đã ghét mày rồi là bây giờ tao sẽ ăn luôn con blue của mày đấy. Cho em xin. Trời ơi. Mẹ nó thà nó ulti luôn em mà, nó thà nó để cái ulti để nó ăn cái con blue của nó chứ nó không để cho mình ăn anh em ơi. Đó, ok đi, blue của nó thì nó ăn thôi chứ giờ cũng không giành được đâu anh em ạ. Giờ gọi là đi móc lớp anh em ơi, đó. Đi gọi là đi đường vòng bắt cái thằng ID team nó đây mà. Đây, gió cơ bến tre chạy đi đâu em yêu, ăn chuối đi mày, thơm. Một mẹ anh em ơi. Và giờ mình sẽ đi đẩy lẻ luôn cái đường này nha anh em. Ôi mà không được anh em ơi, giờ mình phải đi ra mid anh em ạ. Yeah, thiệt chứ bây giờ cái con xa mà nó ra mà để cho team bạn nó ăn luôn là xác định là 90% là team mình thua anh em ơi. À đấy, trời ơi, cha ta chạy đi đâu nè. Ăn à, trời ơi không biết anh em ơi, chạy hộ cái luôn. Nó chạy luôn anh em ơi. Cha ta nó khùng thế nhờ. Thôi lui nhẹ nhịp về hồi máu cái đi anh em ơi. Yeah, toàn rồi. Triệu Dân ơi, cái con xa kìa anh em. Con xa mình chắc chắn một điều là team bạn nó đang ăn luôn anh em ơi. Qua xa lẻ đi mà. Trời ơi, mấy cái thằng mắt ma này qua xa lẻ nè. Đúng rồi. Trời ơi, rồi nó team bạn nó ăn luôn em ơi. Toàn rồi. Tầm này thì nó hơi khó rồi em mà. Đây. Tao muốn bỏ rồi. Nèo ti quê. Ăn chuối mày bộc phá đi em ơi, hình quá. Mình còn bộc phá mình đánh vào cái máu chính của cái thằng Burat đi em mà. Đó. Xin lỗi anh em trước luôn á là bây giờ mình phải ăn luôn cái con blue của rừng team mình đi em ơi. Đó. Không thể nhường cho nó nữa được anh em à. Bởi vì cái KDA của nó cũng như là cái kỹ năng chơi của nó quá kém anh em ơi, không thể nào gánh được cái game này đi em ơi. Cho nên mình buộc mình phải ăn mình mới có thể gánh được nha anh em. Bây giờ thì mình cảm thấy là căng như cái dây đàn rồi em mà. Đó, không có còn thoải mái như nãy giờ đâu anh em ơi. Team bạn mà nó tràn lên là xác định là team mình chỉ còn cái nịt thôi em mà. Đó, cho nên buộc á là bây giờ mình phải đi đẩy lẻ anh em ơi. Đó, tầm này á là anh em không đi đẩy lẻ là một chút xíu là anh em hơi bị đau đớn anh em à. Đây. Rồi giờ mình sẽ tiếp tục đi lẻ cái đường dưới đây anh em à. Đó. Chết bà rồi, trời ơi, team bạn nó thả con xa ra rồi anh em ơi. Căng rồi, nó khôn thế nha. Thôi. Nó chờ cái con xe xa con nó ra rồi nó mới thả con xe xa mẹ ra nè mà. Đó, nói chung là team bạn nó đánh chiến thuật ghê đó nè em ơi. À đây, trời ơi, bắt cho ta hay quá. Lấy luôn cái mạng trong ra nè. Đây, trời ơi, có Burat hỗ trợ kìa nè em. À đây, mình sẽ bọc lớp anh em à. Đây rồi, chiêu 2 rồi đúng không, cục cưng của anh. À, để anh cái chạy ra nè, đó, quê nè mà. À đây, cái bóng của Burat em ơi. À, giật hộ cái luôn nè. Ăn chuối đi mày ơi, rồi còn dám hồi sinh anh em ơi. Và tiếp theo đó là cái bạn của Joker Bến Tre nè mà. Rồi, à đây, bộc phá, ngon. Trời ơi, vậy là kết thúc rồi anh em ơi. Bao nhiêu sự cố gắng của mình đã được đền đáp anh em à. Team bạn đã bị quét sạch với team mình và bây giờ là team mình đã có thể kết thúc trận đấu rồi em ơi. Thì có lẽ là trận đấu mà đã kết thúc rồi. Nếu anh em thấy video này hay á, cho mình xin một like kèm theo đó là một lượt đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Còn bây giờ bye bye và anh em ở clip lần sau nha. Rồi, gia tài gia tổn gì tầm này cũng làm gì được anh em ơi. Đó, nói chung là cuối năm rồi, mua ảo ủng hộ tôi có tiền mua đồ Tết nha anh em ơi. Bye bye anh em nha.